nay chồng mình đi nhà Thánh Súng xong về ghé quán cơm Hồng Ngự ăn cơm cả nhà ơi. Cơm Nhật Tân. Đây là quán cơm mà nằm ngay thị xã Hồng Ngự cả nhà. Quán cơm Nhật Tân. Quán cơm bán cơm phần này là cả nhà từ sáng tới chiều luôn cả nhà. Sáng rất là đông khách. Đậu hũ sứt Hồng Kông. Wow, nghe nghe cái tên là hấp dẫn rồi. Cá hú kho tiêu. Món là đồng quê Hồng Ngự không đó, miền Tây đó. Cá cơm kho tiêu nè. Đậu đũa xào Thái Lan nè. Toàn món nước ngoài. Bên đây là mắm kho. Mắm kho đây. Thịt kho trứng đây. Gà gà lông ăn xào xả đây. Quá nhiều món hấp dẫn quá. Dịch sâu gần đây. Món này là bán rất là nhiều món, mấy chục món luôn đây nha. Bò xào nữa nè. Dưa leo làm nhà nè. Dưa leo muối đó. Đặc biệt là có mấy chị chủ quán rất là dễ thương. Rất là nhiệt tình. Đây là cái nấu bốn mùa. Canh chua cá hú đây, hú hoa nữa, hú hoa hầm nữa. Đây, nãy giờ nghe tiếng thôi chứ chưa thấy chị gái này đúng không? Trời ơi. Chị này đây, rất là dễ thương. Món Hồng Ngự là đồ món miền Tây ngon dữ lắm đó. Ai có về Hồng Ngự thì ghé quán của chị nha. Không biết à. Dạ. Em tin bẩm. Bé bẩm đúng không? Em bẩm, đúng rồi, em tin bẩm bé gái. Rất là dễ thương cả nhà. Cả nhà thấy cái quán xung quanh rất là rộng. Nhân viên cỡ chục người ở cả nhà bán mới kịp. Bên kia món gì? Nãy bên kia kinh chua gì? Chưa có hú hả? Hú. Với cá rô kho tộ. Cá rô với cá cơm đó nha. Giờ này là quán chưa có đông đâu cả nhà ơi. Bán thường ngày là khách ngồi đông nghẹt hết. Hai vợ chồng mình đi Hồng Ngự cũng thường nghe ra quán này ăn lắm nè. Nấu ăn vừa miệng giống như ở nhà mình vậy đó cả nhà. Nhìn ngoài này ngoài luôn. Cho ông này nè. Quán rất là sạch sẽ. Ủa xin mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với hai vợ chồng mình nha. Mình ở miền Tây nhưng mà mình rất là mê cái món mật kho tiêu này cả nhà. Cái chảo kho tiêu ngon nữa nha. Giờ này là khách vô từ từ đông rồi nè cả nhà. Mình ăn xong rồi đó cả nhà.
lên giờ trưa này cá mới đắt cả nhà. Chồng mình ăn xong chuẩn bị về cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Video của mình dừng, tạm dừng nha cả nhà.